Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Nghĩa Miền Tây, lại là mình đây. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái món đó là tôm càng hấp bia nha các bạn. Thì với cái vị ngọt của thịt tôm nè, hòa quyện cùng với hương thơm thoang thoảng của bia nữa, thì mình chắc chắn là những bạn nào mà khó tính trong vấn đề ẩm thực á, nhất là cái mùi của tôm á, khi mà ăn cái món tôm hấp bia này thì sẽ hài lòng ha các bạn. Với cách thực hiện vô cùng đơn giản thì mời các bạn theo dõi video cùng xem cách của mình làm nha. Tôm các bạn có thể chế biến được nhiều món ngon như là nướng nè, luộc nè, hấp nè, hoặc là chiên, hoặc là cháy tỏi cũng được. Đều là những cái món ngon từ tôm ha. Trong đó thì có cái món tôm hấp bia thì mình rất là thích. Mình nhớ hồi đó mỗi lần mà gần Tết á các bạn, cái là nhà mình lại tắt mương ha. Ở quê là vậy á các bạn, gần Tết là tắt mương, gọi là tắt mương để ăn Tết á. Bắt cá rồi bắt tôm. Bây giờ thì mình bắt đầu chế biến nha. Tôm khi mà mua về á thì mình sẽ rửa sạch với nước muối khoa loãng ha. Rồi sau đó thì mình rửa lại nhiều lần với nước sạch. Rồi mình mới để ráo rồi nè ha. Rồi mà sau đó thì mình chuẩn bị bia. Bia thì ở đây các bạn có thể dùng bia nào cũng được ha. Bia Sài Gòn nè, bia 33 hoặc là bia Tiger, bia gì cũng được, nó không có kén chọn ha các bạn. Ở đây thì mình sử dụng bia Tiger nè. Tiếp theo thì mình sẽ bắt cái son lên bếp ha các bạn, và mình sẽ khui bia, mình cho hết một lon bia vào, tại vì tôm của mình ở đây thì ít á, nên là mình dùng một lon, còn nhiều á thì các bạn có thể là dùng 2 lon, 3 lon ha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ cho một ít gia vị vào ha. Đầu tiên là mình cho một ít hạt nêm nè. Để cho món hấp của mình nó thêm đậm đà ha. Rồi, tiếp đến là mình sẽ cho một ít bột ngọt và một ít muối nha các bạn. Sau đó thì mình sẽ quậy cho nó tan đều lên. Khi cái nồi nước của mình nó sôi rồi á, thì mình sẽ cho tôm vào ha. Sau đó thì mình mới đậy nắp vung lại mấy bạn, và bật lửa lớn ha. Sau khi mà nó sôi tầm 3 đến 4 phút rồi thì mình sẽ vớt tôm ra ha. Và trong cái quá trình mà nó sôi á thì mình sẽ trở đều tôm cho nó chín đều con tôm. Rồi bây giờ thì mình sẽ vớt ra dĩa và mình thưởng thức cái món tôm hấp bia này á, thì mình sẽ chấm với lại muối tiêu chanh ha các bạn. Tôm hấp bia thì mình thực hiện rất là nhanh, bởi vì nó nhanh chín lắm. Mình mà hấp lâu quá, thời gian lâu quá thì nó cũng không ngon. Đây là thành quả của mình.
các bạn. Mấy cái càng này cũng ăn được luôn. Mình sẽ gấp ra, mình để vào dĩa. Rồi, rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video đến thời điểm này ha. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh Nghĩa Miền Tây thì các bạn cho mình xin một lượt đăng ký, và nếu mà thấy hữu ích thì các bạn tặng mình một like nha, để mình có động lực mình ra nhiều video gửi đến các bạn ha. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo ha.